Xin kính chào quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện nổi bật trong tuần. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 7, Hải quan Mỹ tiến hành thu thuế 25% đối với một loạt hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, từ những chiếc máy cày cho đến chip bán dẫn và linh kiện máy bay. Tổng cộng số hàng hóa trị giá 34 tỷ đô la Mỹ sẽ bị ảnh hưởng. Để đáp trả, Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ áp thuế đối với hàng Mỹ nhập vào Trung Quốc với trị giá tương đương số hàng Trung Quốc bị Mỹ áp thuế, từ thịt lợn, đậu tương tới xe hơi. Canada đã bắt đầu áp thuế trị giá 12,6 tỷ đô la Mỹ đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ từ ngày 1 tháng 7 nhằm trả đũa việc Washington đánh thuế mới đối với mặt hàng nhôm thép nhập khẩu của Canada. Đảng Dân chủ Xã hội của Đức SPD đã đạt được thỏa thuận về di cư với các đảng còn lại trong Liên minh Thủ tướng Angela Merkel. Theo thỏa thuận này, các trung tâm quá cảnh dưới mọi hình thức đều sẽ không được thành lập. Theo thăm dò kết quả bầu cử Tổng thống Mexico ngày 2 tháng 7, ứng viên phe cánh tả Andrés Manuel López Obrador, 64 tuổi, đã chiến thắng trước đối thủ từ đảng cầm quyền. Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành sắc lệnh trao một số quyền hạn cho Tổng thống, phù hợp với việc nước này tiến tới chế độ Tổng thống điều hành sau cuộc bầu cử quốc hội và Tổng thống diễn ra hồi tháng trước. Thưa quý vị, chỉ còn 8 tháng nữa sẽ đến thời điểm Anh chính thức rời EU và cho đến thời điểm này vẫn chưa rõ liệu Anh và EU có đạt được một thỏa thuận Brexit hợp lý và bảo toàn được lợi ích cho cả hai bên hay không. Mới đây nhất ngày 3 tháng 7, Thủ tướng Anh đã đưa ra cảnh báo với EU rằng quốc hội nước này có thể không thông qua thỏa thuận Brexit. Tuyên bố trên càng làm căng thẳng hơn quá trình đàm phán Brexit, những vấn đề còn tồn tại xung quanh và tác động của nó đối với giới doanh nghiệp sẽ được đề cập trong Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Tiến trình đàm phán rời EU vốn đã rất khó khăn của nước Anh, vừa bị phủ bóng đen bởi tuyên bố đầy bi quan gần đây của Thủ tướng Anh Theresa May, rằng quốc hội nước này có thể sẽ không phê chuẩn một thỏa thuận Brexit. Tôi đã cảnh báo với các nhà lãnh đạo EU rằng tôi không nghĩ quốc hội sẽ phê chuẩn một thỏa thuận rời khỏi khối vào mùa thu, trừ khi chúng tôi làm rõ được mối quan hệ trong tương lai với EU. Trở ngại lớn nhất là cuộc đàm phán về vấn đề biên giới với Ireland vẫn không có tiến triển nào mới kể từ sau hội nghị thượng đỉnh EU hồi cuối tháng 3 tới nay. Liên quan tới Brexit, chúng tôi đã đạt được những tiến bộ, nhưng vẫn còn sự khác biệt lớn và nghiêm trọng về Ireland và Bắc Ireland. Sau Brexit, EU muốn có một quan hệ đối tác EU-Anh đầy tham vọng về thương mại cũng như về an ninh, song phải đảm bảo các giá trị và nguyên tắc của chúng tôi. Trong khi vẫn đang loay hoay chưa biết làm thế nào để có thể vượt được chướng ngại vật liên quan đến vấn đề biên giới Ireland, giữa Anh và EU còn có khác biệt lập trường lớn liên quan tới khối thị trường chung. Thủ tướng Theresa May muốn rút nước Anh khỏi liên minh thuế quan và thị trường chung, chấm dứt việc tự do đi lại giữa EU và Anh sau Brexit. Tuy nhiên, các nước lớn có tiếng nói quan trọng trong EU lại không chấp nhận cho Anh ở lại khối thị trường chung nếu London không đồng ý cho công dân các nước tự do đi lại. Nếu chúng ta không thể đạt được thỏa thuận Brexit, thì Anh về cơ bản sẽ hoàn toàn rời khỏi liên minh thuế quan và thị trường chung, sẽ không thể giao dịch tự do với bất kỳ nước nào của liên minh châu Âu, sẽ mất quyền truy cập vào một thị trường 500 triệu người, và điều đó sẽ khiến cho chúng tôi phải bố trí lại các cảng và sân bay. Sự bế tắc trong đàm phán khi thời điểm Anh chính thức rời EU ngày càng tới gần làm dấy lên lo ngại, đàm phán Brexit có thể kết thúc bằng một kịch bản tồi tệ nhất, đó là Anh và EU không đạt được thỏa thuận nào, và đó sẽ là một thảm họa đối với cả Anh và EU. Suốt 2 năm đàm phán không đạt được kết quả như mong đợi đã khiến nhiều doanh nghiệp đang hết sức lo ngại, đồng thời tác động không nhỏ đến nền kinh tế Anh. Để làm rõ hơn vấn đề này, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Christopher Jeffrey, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Anh tại Việt Nam, kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc tại Việt Nam, BUV. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Thưa ông có thể tóm tắt lại những tiến bộ đã đạt được giữa Anh và EU trong quá trình đàm phán Brexit? Kể từ cuộc bỏ phiếu 2 năm trước, khi mà đa số người dân Anh quyết định rút Anh khỏi Liên minh châu Âu, đã có rất nhiều các cuộc đàm phán diễn ra giữa Anh và EU về các chủ đề liên quan đến thời gian, cách thức và những hậu quả của Brexit. Trước tiên, đã có một quá trình chính trị về việc Anh rời EU, và quá trình này đã được hoàn thành. Và bây giờ, chúng tôi tiếp tục đàm phán về mối quan hệ tương lai giữa Anh và EU, trong đó thương mại là một trong những vấn đề cốt yếu. Bởi trong EU, Anh cùng với các nước thành viên khác thực hiện rất nhiều hoạt động thương mại, bao gồm các lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, ngân hàng và các lĩnh vực chuyên môn khác.
Khi Anh còn thuộc EU, hai bên có cùng AND, có thể chia sẻ nền tảng chung, cũng như cùng áp dụng các luật lệ chung. Vậy vấn đề mà một bên phải giải quyết hiện tại là phải làm thế nào để dung hòa những điều này trong tương lai, và làm thế nào để hậu Brexit, cả Anh và EU sẽ có thể duy trì ổn định nền kinh tế, cũng như tránh cho các doanh nghiệp và người dân hai bên khỏi các ảnh hưởng tiêu cực. Vậy đâu là những vấn đề còn tồn tại gây trì trệ quá trình đàm phán Brexit thưa ông? Cũng như bất kỳ một cuộc đàm phán nào, sẽ có những ý kiến trái chiều từ hai phía. Tuy nhiên, tại các cuộc đàm phán Brexit, tôi cho rằng vấn đề quan trọng nhất chính là mối quan hệ thương mại trong tương lai của Anh và EU. Anh sẽ phải giải quyết vấn đề thương mại với EU như thế nào? Anh và EU sẽ phải giải quyết câu chuyện về thuế quan ra sao để việc giao thương giữa các doanh nghiệp Anh vào thị trường EU và ngược lại, các doanh nghiệp EU vào thị trường Anh sẽ không gặp quá nhiều khó khăn. Và như vậy, các cuộc đàm phán sẽ phải giải quyết rất nhiều vấn đề, chứ không chỉ tập trung vào một khía cạnh nào. Và tôi hy vọng sẽ có những kết quả khả quan tại các cuộc đàm phán trên, bởi tháng 3 năm sau là hạn cuối để Anh rời Liên minh châu Âu. Và tôi chắc chắn rằng cả Anh và EU sẽ nỗ lực để đạt được những kết quả tốt đẹp trước thời điểm đó. Theo tôi được biết, phía EU đã chỉ trích rằng chính Anh đã gây ra sự trì trệ vì không thể làm rõ được kế hoạch Brexit. Ý kiến của ông về điều này như thế nào? Tôi không đồng ý với quan điểm mà bạn đưa ra. Như tôi đã nói, trong một cuộc đàm phán các bên đều có những ý kiến trái chiều. Đứng trên quan điểm của nước Anh, chúng tôi đang phát triển những bộ luật mới, những quy định mới, những hình thức quan hệ mới đối với EU. Công việc của chính phủ Anh là đạt được một thỏa thuận tốt đẹp cho nước Anh, cho người Anh, cũng như cho phía EU. Và trong tất cả các cuộc đàm phán, các bên đều sẽ cho đi và nhận lại. Và bây giờ là lúc các bên phải thực hiện điều đó. Có thể cho đến nay, cả Anh và EU đều chưa hài lòng với những gì đạt được. Song đó chính là cái gọi là đàm phán. Mỗi bên không chỉ nghĩ cho mình, mà còn nghĩ đến lợi ích của đối phương. Và chỉ khi đó, Brexit mới đem lại những kết cục tốt đẹp cho cả Anh và EU. Trong suốt hơn 2 năm đàm phán Brexit, những trì trệ và không rõ ràng đã tác động thế nào đến doanh nghiệp Anh tại EU và ngược lại các doanh nghiệp EU tại Anh thưa ông? Tôi nghĩ cho đến nay, sự bất ổn mà Brexit đem lại chính là vấn đề chính. Doanh nghiệp ở bất cứ đâu trên thế giới, ở Việt Nam, ở Anh hay ở EU đều quan tâm đến vấn đề ổn định. Họ hy vọng mọi thứ đều sẽ được lên kế hoạch. Họ vạch ra những khả năng và họ muốn dự đoán được tình hình trong tương lai. Bởi vậy, việc các doanh nghiệp không biết điều gì sẽ có thể xảy ra cho đến tận khi một thỏa thuận chính thức được ký kết đem lại cho họ nhiều lo ngại. Hơn thế nữa, Anh đã là thành viên của EU trong hơn nhiều thập kỷ qua. Bởi vậy, các doanh nghiệp Anh có không ít hoạt động giao thương với các thành viên khác trong khối EU, và ngược lại, các doanh nghiệp EU cũng hoạt động thương mại với Anh, và đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ tài chính, hay cụ thể hơn là lĩnh vực ngân hàng. Như chúng ta đều biết, các ngân hàng EU có trụ sở tại London, các ngân hàng trên thế giới cũng có trụ sở tại London, và London với vị thế là một thành phố toàn cầu về lĩnh vực tài chính này, sẽ bị ảnh hưởng ra sao hậu Brexit? Nhưng theo ý kiến cá nhân tôi, mọi thứ đều sẽ ổn, bởi như tôi đã nói, tất cả các doanh nghiệp đều muốn thành công và họ sẽ nỗ lực làm mọi thứ để tối đa hóa mối quan hệ thương mại của mình, bất chấp việc Anh có rời EU hay không. Theo ý kiến cá nhân ông, liệu Anh có thể hoàn tất đàm phán với EU đúng lịch trình vào tháng 3 năm 2019 hay chúng ta sẽ chứng kiến Brexit cứng? Theo lý thuyết, đúng là nếu hai bên không đạt được thỏa thuận nào, thì một Brexit cứng sẽ xảy ra. Tuy nhiên, tôi tin rằng EU không muốn kịch bản Brexit cứng xảy ra, và tôi càng tin rằng Anh cũng không muốn một Brexit cứng xảy ra. Và điều này đem lại một khởi đầu tốt. Khi thời hạn xảy ra Brexit ngày càng ngắn lại, thì các bên sẽ tăng tốc các cuộc đàm phán.
và cũng như những cuộc đàm phán khác, những vấn đề khó khăn nhất sẽ được để lại đến cuối cùng. Và tôi chắc chắn rằng, sắp tới, hai bên sẽ làm việc nỗ lực hơn nữa để kịp với hạn chót mà hai bên đã nhất trí. Tôi là hiệu trưởng của một trường đại học, và các sinh viên đều có xu hướng làm các bài tập hay các dự án của mình ngay khi sắp đến hạn nộp bài. Và việc Anh và EU đàm phán cũng có những nét tương đồng như những sinh viên vậy. Và khi mà hai bên ý thức được những hậu quả có thể xảy ra mà một Brexit cứng đem lại, thì họ sẽ nỗ lực hơn nữa để tìm ra giải pháp. Một thỏa thuận chuyển tiếp hay một thỏa thuận thương mại giữa nước Anh và EU sau Brexit sẽ tạo đà tăng trưởng thuận lợi cho kinh tế Anh nếu mọi điều khoản và thỏa thuận được rõ ràng. Tuy nhiên, cho đến nay, các doanh nghiệp Anh và EU vẫn đang rất mơ hồ về thỏa thuận Brexit. Do tác động của tiến trình Brexit, đầu tư vào ngành chế tạo ô tô của Anh đã sụt giảm nghiêm trọng trong 6 tháng đầu năm nay, chỉ còn 461 triệu đô la Mỹ, từ mức 800 triệu đô la Mỹ cùng kỳ năm ngoái. Rủi ro ở đây là các công ty đã có một số kế hoạch dự phòng. Đó có thể là về nguồn cung ứng, nó có thể là về phân bổ hàng hóa trong tương lai. Vấn đề này có thể không dẫn đến việc đóng cửa ngay lập tức, nhưng có thể khiến hàng nghìn việc làm bị cắt giảm. Tính cạnh tranh của công nghiệp ô tô ở Anh đang bị xói mòn, khiến cho việc thu hút đầu tư khó khăn hơn nhiều. Chúng tôi hiểu và chấp nhận rằng Anh đang rời khỏi Liên minh châu Âu, nhưng Anh không cần phải rút khỏi một số tiến trình trong EU, như quy định hay biên giới. Sự hồi sinh của lĩnh vực ô tô với 6 triệu chiếc xe năm ngoái được sản xuất dựa trên dòng chảy tự do của vật liệu trong và ngoài khu vực. Đây là điều chúng ta không nên từ bỏ. Nguy cơ Anh và EU không đạt được một thỏa thuận Brexit nào cũng gây lo ngại cho các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau ở châu Âu. Việc rời khỏi thị trường chung và liên minh thuế quan sẽ là một thảm họa đối với Vương quốc Anh và cho doanh nghiệp của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi hiểu những giải pháp nào sẽ được đưa lên bàn đàm phán để doanh nghiệp của chúng tôi có thể tiếp tục phát triển. Điều mà tôi lo sợ nhất, mà tôi nghĩ rất nhiều đồng nghiệp cũng như rất nhiều khách hàng của tôi cũng chia sẻ với tôi, đó là việc hai bên không đạt được thỏa thuận và mọi thứ càng trở nên bất ổn hơn khi thời hạn 29 tháng 3 sắp tới gần. Chúng ta cần phải biết những thủ tục hải quan mới sẽ ra sao. Song song đến nay, những gì chúng ta thấy đều không mang tính thực tế. Và tôi cho rằng, trong bối cảnh thời gian đang trôi đi và gần đến hạn 29 tháng 3, thì chúng ta càng cần phải hiện thực hóa những gì có thể đạt được, lắng nghe các chuyên gia, lắng nghe những người hiểu về vấn đề thuế quan và sắp xếp mọi thứ một cách nhanh chóng. Vào thời điểm chỉ còn 9 tháng trước khi nước Anh rời EU, trong khi hai bên vẫn chưa thể đi tới một thỏa thuận nào, các chuyên gia kinh tế cho rằng khó có thể dự đoán khi nào thiệt hại đối với nền kinh tế sẽ chấm dứt. Theo tôi được biết, một số doanh nghiệp lớn tại EU đã lên kế hoạch chuyển trụ sở khỏi Anh. Ông nghĩ sao về điều này? Đúng là có một số công ty và tổ chức đã chuyển trụ sở khỏi Anh, nhưng trụ sở chỉ là một địa chỉ và hàng trăm con người vẫn ở Anh, hoạt động kinh doanh vẫn tiếp tục. Chỉ là địa chỉ của tổ chức này đã được chuyển ra một nước EU khác. Trong thực tế, đây là một sự kiện lớn, nhưng tác động thực tế của nó mới là vấn đề mà chúng ta cần nhận thức được. Chúng ta không nên chỉ nhìn vào tiêu đề mà cần nhìn vào nội dung thực tế. Chuyển trụ sở không có nghĩa là chấm dứt việc kinh doanh. Tuy nhiên, việc này cũng có tác động, nhưng là ngắn hạn hay dài hạn. Một trong những việc mà chính phủ Anh hay Hiệp hội Kinh doanh Anh tại Việt Nam chúng tôi cố gắng làm, đó là giúp các doanh nghiệp nhận thức được những tiềm năng và rủi ro từ việc này. Và trong trường hợp này, tôi thấy tiềm năng cao hơn rủi ro. Nếu không có một thỏa thuận nào đạt được, điều gì sẽ xảy ra với các doanh nghiệp Anh? Chúng ta chưa thể biết kết quả, đặc biệt là các chi tiết hay điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ tuân thủ theo các quy định quốc tế về các bước chuyển giao của các tổ chức và doanh nghiệp. Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian để các doanh nghiệp và tổ chức có thể chuyển đổi. Vì vậy, khi đến hạn chót là tháng 3, các bên sẽ bước sang giai đoạn chuyển giao để các doanh nghiệp, chính phủ có thể chuẩn bị cho những thay đổi sắp diễn ra, cho dù kết quả đàm phán là có thỏa thuận hay không. Điều duy nhất tôi có thể nói, đó là người Anh có nhiều khả năng và rất chủ động.
cho dù bất cứ điều gì xảy ra, những người dân Anh cũng sẽ phát triển đất nước mạnh mẽ. Quyết định đã được đưa ra, chúng ta không thể thay đổi điều đó. Nhưng điều chúng ta có thể làm là giúp người dân và doanh nghiệp sẵn sàng và có khả năng tận dụng lợi thế trong nền kinh tế toàn cầu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Liệu việc này có dễ dàng không? Chúng ta không biết được. Có thể không. Nhưng nước Anh chắc chắn sẽ vượt qua một cách mạnh mẽ và duy trì cũng như phát triển vị thế mà nước Anh hiện có, đặc biệt là với các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, bởi tiềm năng phát triển rất lớn. Sắp tới khi rời EU, Anh cũng sẽ không tham gia vào Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU. Điều này có ảnh hưởng đến quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Anh không, thưa ông? Điều này phụ thuộc vào thời điểm thỏa thuận EVFTA được các nước thông qua và có hiệu lực. Vừa mới đây, tuần trước, chúng ta đã nhận được thông tin hết sức tốt lành từ EU sau cuộc gặp giữa đại diện thương mại EU và Bộ trưởng Thương mại của Việt Nam, rằng hai bên đã hoàn tất việc rà soát pháp lý và bước sang giai đoạn tiếp theo, đó là phê chuẩn. Nếu thỏa thuận này được phê chuẩn xong trước khi Anh rời EU, thì thỏa thuận FTA này cũng là FTA giữa Anh và Việt Nam. Do vậy, vấn đề quyết định ở đây chính là việc EU và Việt Nam có hoàn tất thủ tục tiếp theo trước khi Anh rời EU hay không. Mặt khác, với tư cách là một quốc gia, chúng tôi cũng đã đầu tư rất nhiều thời gian và nỗ lực để xây dựng mối quan hệ thương mại với các nước trên thế giới, mà trong đó đáng chú ý là các thỏa thuận thương mại tự do. Đối với Việt Nam, Anh cũng đã bỏ nhiều công sức để phát triển Hiệp định FTA. Ngày 5 tháng 7, Bộ trưởng Thương mại của Anh Liam Fox đã có chuyến thăm đến Việt Nam với mục đích thúc đẩy tiềm năng về một thỏa thuận FTA với Việt Nam. Brexit là một quá trình, và trong quá trình đó, nước Anh đang chuẩn bị để thúc đẩy quan hệ thương mại với các nước khác. Đặc biệt, như tôi đã nói, với các nước tại khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam, bởi Anh đang chứng kiến thương mại với Việt Nam tăng mạnh. Chúng tôi cũng thấy lĩnh vực du lịch phát triển mạnh. Theo đó, người dân Anh sẽ hiểu hơn về Việt Nam và thúc đẩy giao thương với Việt Nam. Dần ra, các khoản đầu tư sẽ gia tăng. Ông đánh giá thế nào về khả năng thúc đẩy một FTA giữa Việt Nam và Anh sau Brexit? Đầu tiên, tôi hy vọng là EVFTA sẽ hoàn thành kịp thời và chúng tôi vẫn nằm trong hiệp định này. Nếu không, Việt Nam và châu Á là ưu tiên hàng đầu của Anh trong thúc đẩy FTA. Tôi tin tưởng rằng chúng ta có thể xây dựng một mối quan hệ mạnh mẽ dựa trên nền tảng thương mại tự do, dù bất cứ bất ổn nào xảy ra, chừng nào Việt Nam còn tăng trưởng mạnh mẽ, chừng nào Anh còn phát triển, thì khi Anh rời EU, Việt Nam và Anh vẫn có mối quan hệ bền chặt và dễ dàng xây dựng một FTA riêng của mình. Về các lĩnh vực có sự liên quan mật thiết đến Anh và Việt Nam, nếu bạn nhìn vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, lĩnh vực hợp tác công tư PPP hay lĩnh vực giáo dục, chúng ta có thể thấy Anh là nước có kinh nghiệm phát triển mạnh, còn Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn và có kế hoạch rõ ràng trong tương lai. Điều này sẽ đòi hỏi sự hợp tác cũng như kinh nghiệm mà Anh có thể đem lại cho Việt Nam. Vâng, tôi tin rằng tiềm năng FTA giữa Việt Nam và Anh là hoàn toàn có thể. Về Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam, kế hoạch của Hiệp hội trong việc đẩy mạnh quan hệ giữa hai nước là gì thưa ông? Trong những năm qua, chính phủ Anh đã hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam để xây dựng một trung tâm kinh doanh để khuyến khích các doanh nghiệp Anh làm ăn tại Việt Nam và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với các doanh nghiệp Anh. Trung tâm này đã phát triển dần theo từng năm. Chúng tôi nhận ra tiềm năng lớn ở Việt Nam, không chỉ tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, các thành phố lớn mà còn ở các tỉnh nhỏ. Tôi có thể nói là tiềm năng của Việt Nam trong thu hút đầu tư là rất lớn. Một lần nữa cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới sự kiện. Xin cảm ơn. Một hiệp ước toàn diện về việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu cần được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh của khối vào tháng 10 năm 2018 để các nước thành viên có thể thông qua và thực hiện từ tháng 3 năm 2019, nếu phía Anh có thể làm rõ quan điểm đàm phán và EU chịu nhượng bộ để đưa ra giải pháp hợp lý. Nhưng liệu các bên có thực hiện được mục tiêu này hay không khi mà chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến tháng 10? Đây là một điều hết sức khó khăn. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.